Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Community Voting nè các bạn. Là một cái kèo vote các bạn. Để mình ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 token slot nè. Đến từ một cái ví slot finance, slot wallet nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả với video của mình. Các bạn join vào kênh Telegram của nó các bạn. Để các bạn vote. Bạn join vào nha các bạn. Sau đó các bạn vote cho là Soladium nè các bạn. Chờ bạn mình chọn Soladium nha các bạn. Rồi các bạn bấm vote nè. Rồi các bạn mình up lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì sau đó các bạn nhấp vào một Sidley hoặc là Upsoil vậy các bạn download về một cái ví nha các bạn. Rồi sau đó các bạn cài đặt rồi bạn bấm mở nha các bạn. Sau đó các bạn tạo ví. Nó thì nó có là 1211 Click Wallet và Unbox Wallet. Thì một Click Wallet thì các bạn tạo ví, một Unbox Wallet thì các bạn bắt đắp ví nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tạo một cái ví xong thì các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link phong tiếp tục nha các bạn. Các bạn nhấp vào link phong này nè. Rồi sau đó các bạn copy địa chỉ Solana Wallet của mình nha các bạn. Nhập mật khẩu giả thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ ví chính thức của mình nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Đâu rồi ta? Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ để xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 top cặn slot đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.